rất là mệt nhưng mà cực kỳ vui luôn. Bởi vì ngày hôm nay có rất nhiều lý do mà khiến cho chúng tôi cười hoài không ngớt. Đầu tiên là cô MC xinh xắn dễ thương mà tâm linh tinh kinh không được ổn định lắm. Rất là vui. Mọi người muốn biết vui sao phải đón xem chương trình của chúng tôi, đó chính là Tần Số Tình Yêu. Đó, người ta nói cho đi là phải nhận lại, trong khi em cho đi quá trời, em chưa nhận lại gì hết. Em nhận lại rất nhiều mà tại vì em không nói thôi. Ý cô nói là vệ tinh xung quanh rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà cô nói bỗng như một mặt trời á, tiêu diệt hết tất cả vệ tinh. Trời ơi. Một bạn trai lý tưởng quy lọc là phải hề hước nè. Duyên dáng nè, đặc biệt là khác, nó khác chút xíu cũng được nữa. Và đặc biệt là đàn ông độc thân chưa có gia đình. Thì nói chung là phải trưởng thành nè. Đi nấu ăn không? Đi nấu ăn tí xíu, biết chăm lo cho gia đình nè. Ba trên bay, ba trên ba trên bay trên. Có anh Long Nhật nè, anh Vũ Hà. Anh Long Nhật có gia đình rồi, quên. Anh Vũ Hà. Vũ Hà có gia đình rồi. Quên, anh Đức. Được không? Nha. Anh Đức là bây giờ là một cái gì đó gọi là quyền thoại luôn rồi mọi người ơi. Trời ơi, cái duyên này không thể nào mà nói được. Ghét của nào trời cho của đó. Nên là thôi, khi nào mình thấy Lê Lộc cưới đi, Lộc người biết. Một khi hả thất nghiệp cũng được đó, Lê Lộc nuôi. Nuôi xong thịt. Nói chung là chắc đại gia không phải không? Cũng có. Nhưng mà không ưng hả? Không phải, không phải. Nói chung là vẫn có cảm tình đó. Nhưng mà để đi một chặng đường dài thì nói chung là cô ấy đang trong một cái trạng thái tình cảm rất là phức tạp quý vị ạ. Mối quan hệ nó chưa xác định được với rất nhiều người. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ Lê Lộc và rapper với tất cả mọi người trong chương trình Tần Số Tình Yêu phát sóng vào lúc 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh H47. Chương trình do đài truyền hình thành phố. Trời chuyên nghiệp quá. Ủa phải không? Phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.